chiều ngày 14 tháng 10 tại nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2 thuộc phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang tổ chức lễ hợp long cầu Mỹ Thuận 2. Đến dự lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và nhiều lãnh đạo bộ ngành địa phương. Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là một mắt xích quan trọng kết nối giữa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Cầu Mỹ Thuận 2 được khởi công vào đầu tháng 2 năm 2020, có điểm đầu tại km 101+126 tại nút giao An Thái Trung thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, kết nối với dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Điểm cuối tại km 107+740. Lý trình dự án tại nút giao quốc lộ 80 thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Tổng chiều dài dự án là 6,61 km. Theo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án 7, dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp. 4/5 gói thầu đã hoàn thành là các hạng mục phần đường dẫn, cầu dẫn. Hiện nay chỉ còn gói thầu XL03B xây dựng thân trụ nhịp chính đang triển khai thi công.